chào các bạn! Thời điểm chuyển giao giữa 2023 và 2024 là lúc 2K6 đang bắt đầu từ giai đoạn học kiến thức nền, chuyển sang giai đoạn luyện đề. Nhưng luyện đề như thế nào để vừa đúng cách, vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian nhỉ? Tất cả câu trả lời đều nằm trong khóa luyện đề chuyên sâu, rèn phương pháp, luyện viết sâu, săn 8 cộng của Văn Trị Hiên. Với lộ trình rõ ràng, tối ưu, bám sát chương trình thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2024, kết hợp phương pháp học hiện đại, mới mẻ, cùng kinh nghiệm ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia qua nhiều năm của các giáo viên, chắc chắn đây sẽ là khóa học mà không một bạn nhỏ lớp 12 nào có thể bỏ lỡ. Và chào mừng các bạn đến với khóa học luyện đề chuyên sâu của học Văn Trị Hiên. Chị là Minh Hiên, người sẽ đồng hành cùng với các em trong khóa học này. Với kinh nghiệm 8 năm đồng hành cùng với các bạn học sinh lớp 12 trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, và điều may mắn nhất là mỗi năm, học Văn Trị Hiên đều có cơ hội đồng hành cùng với hàng nghìn các bạn nhỏ, giúp các bạn ấy đạt được những số điểm cao trong kỳ thi đặc biệt này. Tại sao chúng ta lại nên tham gia khóa học luyện đề chuyên sâu và kỹ năng của lớp 12 nhỉ? Ở trong khóa học này, các bạn sẽ được tham gia vào những buổi học có nội dung bám sát đề thi của Bộ Giáo dục, linh hoạt thay đổi chương trình khi cần thiết, trọng tâm vào phương pháp, làm bài và giúp học sinh có thể xử lý được mọi đề bài. Chú trọng vào thực chiến, luyện viết, làm đề ngay sau khi học lý thuyết. Được chấm chữa chi tiết để sửa lỗi sai, cải thiện diễn đạt nhanh chóng. Và đặc biệt, đây sẽ là khóa học giúp các bạn có thể tăng tốc sau Tết và tối ưu hóa thời gian học tập của mình. Khóa học này sẽ dành cho những bạn học sinh như thế nào đây? Đầu tiên, tất cả các bạn 2K6 muốn đạt 8 cộng văn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thứ hai, học sinh đã chắc kiến thức nền nhưng chưa biết viết văn sao cho hay. Thứ ba, học sinh chưa có hoặc cần củng cố về phương pháp viết. Thứ tư, học sinh cần luyện viết với cường độ cao. Học sinh cần người chấm chữa để tăng mức điểm từ 5-6 điểm lên 8-9 điểm. Về hình thức học, chúng ta sẽ được học 100% qua livestream với đội ngũ giáo viên tận tình của Trung tâm Học Văn Trị Hiên. Và cụ thể, chúng ta sẽ bắt đầu khóa học từ tháng 1 năm 2024. Với thời gian được đưa ra về khóa học, thì lộ trình cụ thể của khóa học sẽ là tháng 1, tổng ôn kiến thức tác phẩm. Tháng 2, tháng 3, phương pháp làm bài nghị luận văn học, dạng đề chính là dạng đề phân tích. Tháng 4, phương pháp làm nghị luận xã hội và đọc hiểu. Tháng 5 và tháng 6, thực chiến luyện đề chuyên sâu. Lộ trình này có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu của học sinh trong lớp học, đảm bảo tất cả những khối lượng kiến thức được cam kết ngay từ đầu khóa học đều sẽ được trao đổi một cách chi tiết trong tiến trình học của chúng mình đấy. Và các em đã biết thông tin gì chưa? Khi đăng ký khóa học này, các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn vở luyện viết cho 20 bạn đầu tiên đăng ký, 2 buổi workshop giải đáp kiến thức nghị luận xã hội và nghị luận văn học hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, học phí đang được ưu đãi cùng với rất nhiều phần quà dành riêng cho các bạn học sinh đăng ký sớm. Vậy nên, chúng mình có thể tìm hiểu ngay thông tin về khóa học này để có thể đăng ký và nhận những ưu đãi của Văn Trị Hiên nha. Đăng ký càng sớm, học phí càng rẻ.